nhỏ nhỏ là làm đúng không? Ừ, nhỏ nhỏ làm nhiều. Rồi làm nhiều đúng không? Có là gọi anh đúng không? Ok. Ừ. Rồi xin cứ Zalo em quay lại nhà đây có gì về em gọi cho. Ok, cảm ơn em. Dạ. 30 kW 200V. Một ngày 500 vòng cho cao qua. Cũng rất là to luôn. Mà vẫn quay êm nha các bạn. Êm 30 kW. Thông thường những con mà 15 kW trở lên á, nó đều có cái quạt phía sau này. Quạt tản nhiệt này. Dọc cái thân nó sẽ có những cái rãnh nha. Bên trong thân á nó sẽ có những cái rãnh, nó chạy thẳng lên cái đầu. Nè mấy cái rãnh này nè. Cái rãnh này nó sẽ xuyên suốt ra phía sau cái quạt nha. Nó sẽ thổi ngược lên. Thổi ngược ra đây. Nó tản nhiệt cho cái động cơ. Thì thông thường 15 kW trở lên thì nó sẽ có. Có hai con y chang nhau nha. Cái này chuyên làm điện gió, điện nước. Cái ampere đạt được là khoảng 160, ở đây để 160 ampere. Để coi nặng bao nhiêu. Cái này khoảng 180 kg.